đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức mini Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này trong cái phần này của video đó thường muốn mang đến cho các bạn cái cập nhật mới nhất liên quan đến kết quả của cuộc bỏ phiếu theo Luna. Các bạn à, cũng đã biết là hiện bây giờ đó theo Luna là đang có cuộc bỏ phiếu để mà có cái hai fork tách rời Terra và Terra Classic chúng ta cũng nói tới khá nhiều và hôm nay thường muốn mang đến thông tin mới nhất cộng với lại những cái tài liệu mà liên quan đến uh, Terra Luna với các bạn thì chúng ta đã thấy tới thời điểm bây giờ đó là ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ là ngày thứ hai tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ kết thúc cái kết quả bỏ phiếu này và chúng ta đã thấy hiện bây giờ đó đã khoảng chừng là 70% phiếu đã bỏ rồi và kết quả chúng ta đã thấy được là 65% là bỏ cái phiếu yes đồng ý cái vote này 20% đó là bỏ cái phiếu abstain có nghĩa là phiếu trắng Cái phiếu no đó không có nhiều chỉ có trăm là không đồng ý mà thôi Nhưng mà cái phần lớn hơn đó là cái no with veto có nghĩa là những người này đó họ bỏ phiếu là 13,75% nếu như mà cái đề xuất này thông qua đó theo ông hiểu những người này là họ sẽ rời bỏ mạng lưới Luna và sẽ không tiếp tục ở lại nữa thì chúng ta thấy cách đây khoảng chừng là hai ngày đó thì cái số phần trăm này nó cũng đã đi xuống tới cái mức là khoảng chừng 60% phần trăm là yes nhưng mà hôm nay lại đi ngược trở lên và cho đến thời điểm này các bạn thấy được là 70% phần trăm đã bỏ phiếu rồi thì chỉ còn có 30% còn lại mà thôi Không phải ai cũng bỏ phiếu đâu các bạn Cho nên hiện bây giờ đã khả năng rất là cao là một lần nữa chúng ta sẽ thấy Cái khả năng là cái hard fork, cái đề xuất này nó sẽ được thông qua Và chúng ta sẽ có cái sự tách rời chuỗi Terra và Terra Classic Và Điều này đó cũng còn rất nhiều những câu hỏi và hôm qua đó thì Do Kwon cũng đã lên trên Twitter để mà trả lời một số những câu hỏi. Tuy là không phải câu hỏi nào cũng có cái câu trả lời nhưng mà ít ra đó một số những cái câu hỏi nổi bật cũng đã có cái câu trả lời để thường chia sẻ với các bạn. Một số điều mà chúng ta đã biết thêm ngày hôm qua nếu như mà chúng ta thấy là cái half phốt này diễn ra thì sẽ như thế nào và cái ha fold này đó khi mà thông qua đề xuất thì sẽ bắt đầu có cái đợt uh, tách rời chuỗi là thứ sáu ngày 27 tây tháng 5 là thời gian chúng ta thấy là một tuần nữa sẽ có cái hạt phố này diễn ra khi mà đề xuất này được thông qua và cái việc mà phân chia cái token mới đó đồng Terra mới của nhà là đồng Luna đó và cái đồng Luna cũ sẽ trở thành đồng Luna Classic thì cái việc phân chia của những người mà đã nắm giữ trước khi mà có sự cố và sau khi có sự cố đó chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều rồi các bạn có thể xem lại những cái video trước đây mà thường đã làm nhưng mà cái thông tin mới nhất đó là có nhiều câu hỏi giống như là chúng ta thấy là có một bạn có tên là Greg Osiri thì hỏi đó là những người mà nắm giữ đồng UST và đồng Luna ở trên những cái IBC DAX giống như là Osmosis, Shipchain, Crescent và Kava thì có nhận được airdrop Luna hay là không có nghĩa là airdrop cái đồng mới thì Docon đã trả lời ngày hôm qua đó là tài sản ở trên những cái IBC đó sẽ được index không cần phải cập nhật đề xuất chúng tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ loại trừ IBC trong cái phần airdrop có nghĩa là dựa theo Dogecoin, những người nào mà nắm giữ USD hay LUNA ở trên những cái IPC DEX vẫn có thể nhận được cái Airdrop từ cái token mới và chúng ta được là người kế tiếp đó, là Sarah Porter thì hỏi là có thể trả lời về việc anh đóng cửa Terraform Labs ở Hàn Quốc vài ngày trước khi có sự cố hay là không thì nhiều bạn cũng đã nhận ra được đó là vài ngày trước khi mà có cái sự cố UST đó rồi cái sự kiện xảy ra thì vài ngày trước đó đó Terraform Labs Hàn Quốc đã đóng cửa rồi thì nhiều người cho là tại vì đó cái đội của Terraform Labs cũng đã biết cái sự cố sẽ diễn ra cho nên họ đóng cửa trước nhưng mà Docon thì nói là tôi đã ở Singapore từ tháng 12 năm ngoái. Đây là một quyết định cá nhân và đã được lên kế hoạch từ lâu. Tôi đã nói về việc ở Singapore qua nhiều cuộc phỏng vấn và podcast. Việc đóng cửa của một công ty đó mất một khoảng thời gian và thời gian hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có nghĩa là Do con nói là không có chuyện là đóng cửa tại vì biết cái sự cố xảy ra mà đã có ý định đóng cửa từ trước đó lâu rồi phải tốn một thời gian và cái thời gian mà cuối cùng ra được đóng cửa thì nó ngẫu nhiên với lại cái sự cố đã xảy ra vài ngày sau đó. Kế tiếp đó, thì Batman hỏi ở trên Twitter là anh có phải bị cơ quan thuế Hàn Quốc chi đuổi vì hơn 78 triệu đô la tiền thuế kinh doanh chưa có nộp. Singapore đó thì có thuế kinh doanh thấp hơn. Các developer của anh cũng đề cập đến việc đã đang bị quan chức thuế Hàn Quốc điều tra. Thì đây là một cái sự cáo buộc mà các bạn thấy được là có trên nhiều trang báo hiện bây giờ. Đó chính là cái việc Dogecoin đấy đó đóng cửa cái trụ sở Hàn Quốc nhanh chóng chuyển qua Singapore và lý do là tại vì đang nợ một số tiền thuế lớn ở Hàn Quốc vẫn chưa có trả thì Đô Khoan nói đó là chúng tôi không có nợ thuế nào ở Hàn Quốc. Sở thuế Hàn Quốc đó đã thực hiện kiểm tra thuế trên tất cả các tiền điện tử lớn có sự hiện diện ở Hàn Quốc và áp dụng mã số thuế của Hàn Quốc cho các công ty mẹ nước ngoài và kết quả đó là mọi công ty đều phải trả thuế chúng tôi đã thanh toán đầy đủ thì chúng ta sẽ được là nếu như các bạn tin Đô Khoan thì Đô Khoan nói là không có chuyện là theo Formlabs thì bây giờ là đang thiếu nợ thuế Hàn Quốc là 78 triệu đô Cho nên việc này là hoàn toàn không có đúng, đã trả đầy đủ rồi Thì ít ra đây là cái câu trả lời của Do Kwon hiện bây giờ Kế tiếp đó, thì Crypto Thespian hỏi trên Twitter đó là anh đã bán cái số Bitcoin dự trữ hay là chưa thì vẫn còn rất là nhiều cái sự nghi vấn là đúng là chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin mà được mua bởi Terraform Labs để mà dự trữ để mà chống chọi lại khi mà UST bị repaid cái số tiền đó đúng đã được di chuyển nhưng mà làm sao chứng minh được là cái sự di chuyển đó là di chuyển để mà bán chứ không phải là cây đội của Terraform di chuyển vô túi của họ mà chưa có bán thì họ nói là họ bán cái số tiền đó để mà chống chọi để mà giữ cái giá trị của đồng UST và nhiều người thì lại không có tin nghĩ là cái số tiền đó đã bị giấu giếm đi mà không có phải dùng để bán để mà hỗ trợ cái giá của UST thì Do Kho nói đó là cái số Bitcoin dự trữ đã bán hết để bảo vệ UST pack bây giờ chỉ còn có 313 BTC mà thôi kế tiếp đó cũng là Fatman, Fatman hỏi rất nhiều câu hỏi ngày hôm qua thì Fatman trên Twitter cũng hỏi là có thể công bố nhật ký giao dịch hay là không các đối tác có liên quan chi tiết chính xác về việc bán OTC như là bán dòng ngoài đó, bán những cái sàn thỏa thuận. Đây là một trong những vấn đề minh bạch mà cần được xử lý. Có nghĩa là có thể công báo là công ty nào, sàn nào hỗ trợ cái việc bán OTC này hay là không. Có thể công báo chút xíu thông tin chi tiết hơn được hay là không. Chỉ nói là đã bán thông qua OTC mà thôi thì cũng không có đủ tài liệu. Thì đôi kho nói đó là chúng tôi không quản lý nhật ký giao dịch. Đây không phải là cách làm việc của sàn OTC. Nhưng có thể thấy số lượng Bitcoin đã di chuyển từ ví của Tere Labs người đồ nói là Terra Labs thì không có lưu trữ nhật ký giao dịch và đây cũng không phải là cái cách mà những cái sàn OTC hoạt động và chỉ có thể thấy được là cái số lượng Bitcoin này đã di chuyển từ cái ví của Terra Labs hiện bây giờ. Nhưng mà Fatman nên thì nói là nghe có nhiều hoài nghi ai đã hỗ trợ bán số BTC này VC có nghĩa những quỹ đầu tư đó hay nội bộ nào đã được bồi thường tại vì có nhiều cái lời cáo buộc bây giờ đó là cái số lượng Bitcoin này có thể đã được bán đúng như vậy nhưng mà bán đó không có phải là để bảo vệ đồng UST mà bán đó là để trả một phần tiền cho những cái công ty đầu tư lớn bồi thường cho họ chứ nếu không sẽ xảy ra những cái chuyện kiện tụng lớn hơn nữa thì đó là cái lời cáo buộc mà thôi và Fed nên hỏi là không lẽ không bản ghi chép tài chính nào hết thì Doco nói là không có chuyện mà quỹ đầu tư nào được bồi thường hay có bất cứ thỏa thuận ngầm nào, chúng tôi sẽ xem xét, chia sẻ thông tin bán OTC nhưng có nhiều vấn đề về quyền tư ẩn của các đối tác. Có nghĩa là Đô con nói là cần phải xem xét lại cơ có thể chia sẻ thêm thông tin hay là không. Và cuối cùng đó thì uh, Zero Killer số lượng Luna trên Coinbase sẽ ra sao Thì đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta chỉ nghe nói tới cái đề xuất của kho mà thôi Và những cái địa chỉ ví sẽ có thể nhận được bồi thường Nhưng mà phần lớn đó các bạn sẽ thấy được là rất nhiều những cái đồng Luna hiện tại là đang nằm trên những cái sàn đồng USD cũng như vậy chúng ta đều là sàn Coinbase cũng có, sàn Binance cũng có thì tính như thế nào? Tại vì Airdrop đó thì cái sàn có hỗ trợ hay là không? Thì đôi kho nói là chúng tôi đã liên hệ với Coinbase nhưng mà chưa thấy hồi âm Có nghĩa là cho tới bây giờ chúng ta vẫn không có biết là Coinbase có hỗ trợ hay là không Và hôm qua đó, đặc biệt về đề tài này đó thì hôm qua chúng ta thấy được là cũng có một cái buổi AMA với CG, Ask me anything Thì có rất nhiều những câu hỏi cho CG của Binance về rất là nhiều vấn đề Nhưng mà đương nhiên một những vấn đề mà nhiều người muốn hỏi đó chính là cái tài liệu liên quan tới Luna và UST thì trong cái cuộc AMA này ở trên Reddit á, thì CZ cũng đã dùng dài lần nói là cái cơ chế hoạt động của đồng UST và Luna nó thực sự rất là ngu xuẩn thực ra mà nói bây giờ chuyện đó đã xảy ra tới nước này rồi bây giờ CZ mới nói là ngu xuẩn tại vì các bạn thấy được là hầu như bất cứ sàn nào mà có đồng Luna hay là đồng UST đó đều đang bị chỉ trích rất nặng nề hiện bây giờ tại vì rất nhiều người thua lỗ trong cái sự kiện này và điều quan trọng hơn, Thùng muốn chỉ ra được là cái vấn đề liên quan tới bỏ phiếu của Dogecoin chúng ta thấy được là hiện bây giờ thì rất nhiều những cái phiếu là chấp nhận cái hạ phúc này rất nhiều những cái nghi vấn là những cái phiếu này có thực sự là cái phiếu thật hay là cái phiếu giả Tại vì khi mà mới bắt đầu đó, đã có sẵn 11 triệu phiếu đã bỏ giá yes rồi thì cái nghi vấn này Thùng nghĩ là chúng ta cũng sẽ không có biết câu trả lời hiện bây giờ đâu tôi nghĩ là đó chỉ là một cái vấn đề mà thôi, vấn đề còn lại đó là cho dù là tất cả là phiếu thật và half phố diễn ra đi nữa đó thì những cái sàn có hỗ trợ hay không các bạn thì được cho tới bây giờ những sàn lớn như là sàn coinbase sàn binance vẫn chưa có lên tiếng rất rõ ràng là cho đến thời điểm bây giờ đó Dogecoin vẫn chưa có nhận được cái sự hỗ trợ đến từ những cái sàn Đây chỉ là đề xuất mà các bạn thấy được là một trong nhiều đề xuất Nhưng mà Dogecoin chỉ muốn cái đề xuất này được bỏ phiếu mà thôi Chứ không có phải là những đề xuất còn lại Phần lớn như đề xuất đó là nói về việc là đừng có tạo ra một cái chuỗi mới Đừng có hạ phối mà cố gắng để mà giữ cái chuỗi hiện tại Bỏ đồng UST ra cái chuỗi hiện tại và mỗi một giao dịch ở trên mạng lưới đó miễn là hệ sinh thái còn tốt thì mỗi một giao dịch thì đốt đi một số lượng đồng luna để có thể là ổn định lại cái giá của đồng luna để mà hỗ trợ cái chain hiện tại chứ không phải là tạo ra một cái chain mới nhưng mà những đề xuất đó đó hầu như cũng không có được đô khoan ủng hộ mà đô khoan chỉ muốn cái đề xuất này mà thôi đó chính là tách rời ra một cái chuỗi mới là luna và luna classic thì có rất nhiều những thứ đó mua tại sao thường cũng đã chia sẻ với các bạn về việc trốn thuế hay gì đó nhưng mà thật ra tất cả chỉ là thuyết âm mưu mà thôi chúng ta không có những cái bằng chứng thiết thực đâu thôi dự có thể đem đến với các bạn đây là những thông tin mới nhất cho những người nào mà quan tâm đến cái sự kiện này và ít ra chúng ta cũng nghe nói có một sàn đã bồi thường đầy đủ cho những cái khách hàng của họ là một đô la cho một đồng usd đó chính là một cái sàn ở brazil sàn này đó là sàn nox bitcoin thì thật ra sàn này một, một sàn mà cũng nhỏ mà thôi cho nên họ đã bồi thường hết những người trên sàn của họ tổng cộng là 100 trăm 27.000 đô. Các bạn thấy con số này đã không có nhiều rõ với một cái sàn cho nên vì họ có ít cái số lượng người dùng hơn cái phần bồi thường cũng nhỏ hơn nhưng mà ít ra thì cũng có một sàn đã đứng ra bồi thường lại một đô la cho tất cả đồng USD trên sàn của họ đó chính là sàn NOX Bitcoin ở Brazil. Và đây là thông tin mới nhất liên quan đến Terra Luna mà tôi muốn mang đến cho các bạn.